nó vừa chống nắng không gây buồn ngủ. Đuôi gió các bạn nhìn ngang nè, nhìn đuôi gió này mình nghĩ nó sẽ rất là ngầu luôn. 8 tháng đó là khoảng thời gian mà cái nón ROG 08 này ngưng sản xuất, bởi vì hôm nay nhiều bạn hỏi mua ROG 08 đen bóng đen nhám không có hàng là gì đó các bạn. Và lần trở lại này với sự cải tiến lột xác cực kỳ ngoạn mục luôn, ROG 08 Plus với phần đuôi gió được thêm nhìn rất là ngầu, rất là đẹp luôn. Mọi chi tiết đều được cải tiến tốt hơn. Ví dụ như cái phần viền ở chỗ này hồi trước là cái ron cao su thôi, còn đợt này hãng làm nguyên một cái khuôn ăn theo cái viền nón, nhìn nó chỉnh chu và nó cao cấp hơn rất là nhiều. Cái phần hốc gió ở miệng được thiết kế lại nhìn nó đẹp hơn, hốc gió ở trán cũng chắc chắn hơn và đóng mở rất là chắc ăn, cảm giác nó tin tưởng lắm. Riêng về phần kính thì chất lượng kính được nâng cấp lên một bước mới, bởi vì hãng là họ sử dụng cái máy ép mới cũng như là làm cái khuôn lại nên cái khuôn kính này nó rất là xịn các bạn. Đợt này là kính nhìn nó trong veo à, nó tiệm cận gần như kính của Yuhi luôn rồi đó. Cái màu kính họ cũng nghiên cứu làm nó dễ chịu hơn, nó vừa chống nắng không gây buồn ngủ, và đặc biệt cái độ tinh khiết của nhựa cũng như là cái độ chính xác khuôn kết hợp với máy ép áp suất cao nó cho cái cảm giác nhìn rất là sướng, rất là đã luôn nha. Nón hai kính từng chi tiết của phần kính đều được làm tốt hơn ngày trước nhiều. Ví dụ như chỗ này nè, gài xuống bấm một cái là chốt vô ha, mở ra cảm giác nó rất là đã. Mọi tính năng thì nó đều thể hiện đúng cái vai trò tính năng và đạt được cái sự tin tưởng cao. Hốc gió miệng nè, bật lên bật xuống nó tin tưởng lắm, cũng như là cái hốc gió trên đỉnh đầu nè, bật nó không bị rơ giống trước đó ha. Và đặc biệt đuôi gió các bạn nhìn ngang nè, nhìn đuôi gió này mình nghĩ nó sẽ rất là ngầu luôn, đẹp và nó phù hợp với cái form nón này. Còn phần nội thất thì hãng lợt này là sử dụng cái lớp lót màu xám này, và cái độ chính xác của khuôn của lót này cũng rất là đẹp. Mình sẽ có một cái video riêng để làm về cái phần lót này, nó sẽ ôm bó khích đã hơn so với cái phần phiên bản trước đó, và cảm giác dễ chịu cũng êm hơn nữa. Phần vải này thì nó rất là mịn, các bạn đội vô và tháo ra nhiều lần á, nó không có bị cà, không có bị xước xước cái da mặt của mình, nó không khó chịu. Và các bạn đội thêm cái khăn chùm ninja nữa nó sẽ rất là mượt. Riêng cái phần mút này thì nó chưa được mềm, nó dày mà nó không mềm nha, ôm bó chắc hơn. Cho nên những bạn nào đi tốc độ hơi cao chút xíu á thì cũng không có sợ nó bị rơ quá, nhưng mà đổi lại thì đi liên tục đường dài á nó sẽ không thoải mái bằng những cái nón mà cái mút này nó mềm. Mình đang đổi xanh này size L nè. Size L của nón này á thì nó sẽ chặt hơn size L của nón R11 hôm bữa mình giới thiệu ha. Riêng cái phần đuôi gió nè, nhìn nó rất là xuất sắc luôn nha các bạn. Mọi chi tiết đều rất là ổn áp. Thì Haybi là đơn vị đầu tiên sẽ có hàng cái nón ROG 08 Plus phiên bản mới này. Cái phần ron cao su chỗ kính này nè cũng được cải tiến, là họ làm dài ra thêm 5 gem nữa, cho nên hiện tại á là tất cả mọi cái viền nón và viền cao su này đều được tiếp xúc rất là kín kẽ. Và bạn thấy không, cái đường này lại qua hai bên, cho nên đi trời mưa thì nước mưa nó xối xuống nó sẽ chảy qua hai bên, nó chảy xuống nó không bị động, không bị rò rỉ nước vô trong. Đợt này thì độ kính gió của nó mình nghĩ cũng sẽ tương đương với cái thằng Yuhi 981 luôn đó, cải tiến thêm nhiều điểm mới, hoàn thiện, đẹp hơn cũng như là xịn hơn. Mức giá thì có tăng nhưng mà không tăng nhiều đâu. Các bạn có thể theo dõi Haybi nha. Những cái video tiếp theo mình sẽ làm chi tiết hơn. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.